Trước khi ngủ thực hiện đúng một động tác này, giảm cân, khỏi đau xương khớp rất hiệu quả. Chỉ cần bạn kiên trì thực hiện động tác này trước khi ngủ khoảng 5 đến 10 phút mỗi tối, bạn sẽ sớm nhận về bốn lợi ích cho cả sức khỏe lẫn vóc dáng. Động tác của leg up, chống chân lên tường, vô cùng đơn giản, dễ làm, bất cứ ai cũng có thể thực hiện được, không đòi hỏi kỹ thuật hay dụng cụ thể thao nào. Bạn chỉ cần nằm ngửa, tay để thoải mái, hồng cách tường một gang tay, hai chân khép, duỗi thẳng chống lên tường. Để đặt tư thế chuẩn, bạn có thể đặt dưới mông một chiếc gối. Chỉ cần bạn kiên trì thực hiện động tác này trước khi ngủ khoảng 5 đến 10 phút mỗi tối, bạn sẽ sớm nhận về bốn lợi ích cho cả sức khỏe lẫn vóc dáng. Động tác này không giới hạn giờ luyện tập nên càng chăm chỉ, bạn càng khỏe mạnh. 1. Hỗ trợ giảm cân Quá trình lưu thông máu ở chân sẽ được đẩy nhanh hơn khi bạn thực hiện động tác dựa chân lên tường. Từ đó, tình trạng tích tụ mỡ và calo ở chân cũng được cải thiện. Để việc đốt cháy được nhiều chất béo diễn ra nhanh hơn, bạn có thể siết chặt các ngón chân khi thực hiện động tác của leg up. 2. Giảm căng thẳng Không chỉ ảnh hưởng đến trí tuệ, sự thông suốt của bạn, máu kém lên não còn gây ra các chứng như ngáp ngủ, khó thở và đau đầu. Bởi vậy, động tác này sẽ giúp bơm máu về não hiệu quả hơn, xua tan mệt mỏi, đảm bảo hoạt động của cả thể chất. 3. Tránh tình trạng phù chân Khi dựa chân lên tường, quá trình trao đổi chất ở chân sẽ được đẩy nhanh hơn điều này tác động đến sự linh hoạt, khỏe khoắn của đôi chân đôi chân. Đây là cách giảm tình trạng phù nề ở chân hiệu quả. 4. Thư giãn cơ bắp chân Vận động nhiều có thể khiến bắp chân của bạn căng cứng, nhức mỏi, gây khó khăn cho việc đi lại. Khi thực hiện động tác này, bắp chân của bạn có cơ hội được thư giãn, thả lỏng tốt hơn. Ngoài ra, trước khi đi ngủ có thể thực hiện những thói quen tốt cho sức khỏe như một, Đi bộ nhẹ nhàng trước khi ngủ khoảng một tiếng Nhiều người có thói quen tập thể dục quá sức trước khi đi ngủ, điều này sẽ khiến các dây thần kinh vận động bị hưng phấn do đó dễ làm giảm chất lượng giấc ngủ nhưng bài tập nhẹ nhàng phù hợp trước khi đi ngủ khoảng một tiếng lại đem đến hiệu quả sức khỏe rất tốt lựa chọn đi bộ là một phương pháp duy trì sức khỏe tối ưu nhất khối lượng vận động của việc đi bộ không lớn vừa có thể thư giãn đầu óc để loại bỏ mệt mỏi về thể chất vừa tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể Đi bộ là hoạt động cho phép mọi bộ phận cơ thể được vận động, phù hợp với cả người cao tuổi và người trẻ, đồng thời còn cải thiện chất lượng giấc ngủ. 2. Không ăn quá no trước khi đi ngủ Chúng ta không nên ăn quá no vào buổi tối, bởi bình thường hệ tiêu hóa của con người mỗi ngày chỉ tiết ra một lượng dịch tiêu hóa nhất định. Nếu ăn quá no sẽ khiến dạ dày căng phồng, việc tiết dịch tiêu hóa không đủ, thức ăn không được tiêu hóa hết đã bị bài tiết ra ngoài. Những thức ăn không tiêu hóa động lại trong đại tràng sẽ lên men, sinh ra chất độc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây trở ngại cho việc tiêu hóa. Điều này sẽ khiến bạn vừa khó ngủ, vừa tiêu hóa kém, về lâu dài tăng khả năng mắc ung thư. Vì vậy, nếu muốn sống lâu hơn, bữa tối chỉ nên ăn no đến 7 phần, tuyệt đối không ăn ngay trước khi đi ngủ. 3. Không xem điện thoại trước khi ngủ Với sự phát triển của xã hội, công nghệ điện tử ngày càng trở nên phổ biến nên nhiều người đã hình thành thói quen nghịch điện thoại trước khi ngủ, vô hình chung khiến bạn thức khuya, cơ thể không được nghỉ ngơi, tổn thương thị lực lâu dài thị lực sẽ ảnh hưởng đến gan tức là gan tiêu hao máu, sẽ làm cho gan bị tổn thương. Theo một số nghiên cứu, nếu bạn đi ngủ trước 11 giờ đêm, thức dậy vào khoảng 6 đến 7 giờ sáng, tổng thời gian ngủ khoảng 8 tiếng, rất có lợi cho sức khỏe và tuổi thọ. 4. Ngầm chân trước khi đi ngủ Ngầm chân trước khi đi ngủ là một phương pháp chăm sóc sức khỏe rất hiệu quả. Có hơn 60 huyệt đạo trên bàn chân có liên quan mật thiết đến các nội tạng của cơ thể. Thói quen ngâm chân trong nước có nhiệt độ vừa phải, xoa bóp các ngón chân và lòng bàn chân ngoài giúp thúc đẩy quá trình lưu thông khí và huyết, còn có thể kích hoạt kinh lạc, giúp cân bằng âm dương, an thần, cơ thể thư giãn và dễ ngủ hơn. Việc ngủ ngon hơn giúp bạn có tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe khoắn vào ngày hôm sau. Từ đó, sức khỏe tổng thể cũng được cải thiện rõ ràng, tuổi thọ vì thế mà kéo dài hơn. 5. Uống nửa cốc nước ấm trước khi đi ngủ khi một người bước vào giấc ngủ cơ thể sẽ đi vào trạng thái hoạt động sửa chữa và cần nhiều nước để thực hiện chuyển hóa đó là lý do tại sao nhiều người cảm thấy miệng khô sau khi thức dậy vào ngày hôm sau do đó việc uống một cốc nước trước khi đi ngủ là điều vô cùng cần thiết nhất là đối với những người bị máu đặc và các bệnh tim mạch mạch máu não đối với người bình thường điều này cũng quan trọng không kém nó giúp bổ sung nước giúp tránh mất quá nhiều nước trong quá trình bạn ngủ từ đó giúp các cơ quan trong cơ thể hoạt động trơn tru và khỏe mạnh hơn Tuy nhiên, bạn không cần uống quá nhiều, khoảng 100 ml là đủ để giúp bổ sung nước cho cơ thể. Tốt nhất là uống nước ấm để cơ thể dễ hấp thụ và bổ sung độ ẩm cho tế bào.